Chúng ta ôn lại rằng hôm nay chúng ta học ba danh của Đức Chúa Trời. Danh đầu tiên mà Chúa đã tỏ ra trong Kinh Thánh là Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời chí cao, đáng tạo nên cả vũ trụ, cả trời đất và sở hữu, nghĩa rằng tất cả thuộc về Ngài và Ngài có quyền ở trên tất cả. Ngài tỏ điều đó ra trong sự chiến thắng mà Ngài ban cho ông Abraham khi mà ông dẫn 300 người, 18 người mà đánh 5 vị vua và với cả một đạo quân. Đó là cái việc không thể thắng được, nhưng mà Đức Chúa Trời là đáng chí cao ban cho mình sự đắc thắng trước sự khó khăn vĩ đại. Và danh thứ nhì mà Đức Chúa Trời tỏ ra cho ông Abraham rằng là Đức Chúa Trời là đáng toàn năng, nghĩa rằng là không có điều gì mà Chúa đã hứa Chúa không có thể làm thành được. Dầu đối với con người của mình thường thường thấy những cái điều thực tế rằng là có những cái điều giống như là thiên nhiên, có những cái điều giống như là khó đối với mình, nhưng mà không có cái gì không có làm được đối với Đức Chúa Trời. Phương nói cái này rất là tiếu, tại vì khi mà Phương cầu nguyện cho đem ca nhạc truyền giảng đó, thì thật sự Phương cầu nguyện rằng là những người bệnh sẽ được chữa lành ở trong đám đông đó. Nhưng mà tiếng Anh gọi là signs and wonders, những phép lạ của Chúa, những dấu kỳ phép lạ của Chúa sẽ được biểu hiện ra trong cái đêm truyền giảng. Nhưng mà khi mà Phương đang lái xe trong buổi chiều mà đang set up đó, thì thanh niên nó gọi nó nói rằng là cô Phương ơi, không có điện. Phương nói rằng là tại sao không có điện, nó nói là có cái ô điện nhưng mà gắm vô thì không có điện, thì bởi như vậy là không có điện. Thì Phương nói rằng là chắc mình có thể phải có dấu kỳ phép lạ sớm hơn chút xíu. Thành ra khi mà Phương đến thì Phương coi thật sự không có điện thiệt. Và Phương kêu tụi nó đứng họp xung quanh và mình nắm tay lại, mình cầu nguyện cho tối nay có điện. Qua nhiều giai đoạn thì chúng ta cũng có điện và dư điện. Nhưng mà trước mặt những cái nghịch cảnh đó ở trong đời sống của mình, có khi nó thấy rất là khó khăn, nhưng mà Đức Chúa Trời toàn năng, không có cái gì Ngài không có thể làm thành được ở trong bất cứ trường hợp nào hết. Thành ra những việc lớn và những việc vĩ đại, Chúa nói rằng hãy kêu cầu Chúa đi. Thì ông Abraham từng trải cái điều này khi mà Chúa nói rằng là trong năm tới ông sẽ có một đứa con, trong khi ổng với vợ ổng là gần 100 tuổi và thiên nhiên thì không thể được. Nhưng mà Chúa nói có thì Chúa làm thành. Thành ra chúng ta đọc Kinh Thánh, mình nhớ mình đọc Kinh Thánh, mình để ý đến những cái điều mà Chúa nói và Chúa hứa. Phương có nghe nói rằng là không phải tất cả những lời hứa trong Kinh Thánh là cho mình đâu. Và có thể là đúng. Có thể là không phải tất cả những lời hứa trong Kinh Thánh là cho mình, nhưng mà Phương nghĩ rằng là những cái nào mình cần thì mình lấy cho mình cũng không sao. Thành ra mình đọc lời Chúa là như vậy, mình thấy những cái điều toàn năng của Chúa làm, mình được khích lệ và mình tin cậy Chúa hơn. Phương tin chắc rằng và danh thứ ba của Chúa, Phương tin chắc rằng là sau khi Đức Chúa Trời tỏ ra rằng Chúa là đấng toàn năng và ban cho bà Sarah có thai và sinh đẻ ra một cách bình an một đứa con trẻ trong khi bà gần 100 tuổi đó, thì không có cái gì mà ông Abraham không có thể tin rằng Chúa có thể làm được. Và cho đến nỗi khi mà Đức Giê-hô-va nói rằng là đem con một của ngươi sinh ra đó, đem để giết và dâng cho Chúa đó, ông suy nghĩ trong đầu rằng là Chúa đã hứa rằng là dòng dõi ông sẽ đông đúc như sao trên trời, như các bờ biển. Thành ra dầu Isaac chết đi, Chúa cũng sẽ đem từ kẻ chết sống lại để mà thành một dòng dõi lớn. Thành ra Đức Giê-hô-va Jireh muốn chỉ là thử Abraham thôi, chứ Chúa không bao giờ biểu ai giết con mình. Có chỉ mình Đức Chúa Trời hy sinh con một của Ngài thôi để cho chúng ta được sự cứu rỗi. Khi mà Abraham đã trói Isaac, và lúc này Isaac là người lớn,
thanh niên rồi, có thể là young adult đó, là người trưởng thành rồi đó. Nhưng mà Isaac cũng đồng ý với cha mình. Nhưng mà trước khi giao đâm xuống thì Chúa sắm sẵn một con dê làm của tế lễ thay thế cho Isaac. Thành ra Đức Giê-hô-va, con di rê nghĩa rằng Đức Chúa Trời sắm sẵn, nghĩa rằng Chúa thấy những cái nhu cầu của mình, Chúa đối đáp những cái nhu cầu của mình. Và cái nhu cầu lớn nhất của đời sống của mình đó là cần sự tha thứ, cần sự cứu rỗi khỏi bất cứ những cái điều thiệt hại, bất cứ những cái tội lỗi tồi tệ cỡ nào. Chúa cũng có thể cứu mình khỏi cái điều đó. Tại vì Chúa sẵn sàng, Đức Chúa Jesus Christ là Đức Chúa Trời chết thay về tội lỗi của mình, để khi mình tin Chúa đó thì mình có thể được tha thứ và mình có thể bước vào cái cuộc sống mới mà Chúa ban cho tất cả những người tin Chúa. Thành ra Chúa đã sắm sẵn cho mình cái điều mà mình cần thiết nhất rồi. Chẳng lẽ Chúa không sắm sẵn cho mình những cái điều khác, giống như là công ăn, việc làm, đến nỗi vợ, con, Chúa cũng sắm sẵn. Những người tin Chúa tin rằng là và Phương cũng tin rằng là Chúa sắm sẵn người vợ cho Minh Chí, là con trai của Phương đó, và người chồng cho Minh Thanh, là con gái của Phương đó. Chúa đã sắm sẵn hết rồi. Mình tin rằng mình cầu nguyện rằng Chúa sắm sẵn và Chúa đem những người đó đến trong đời sống của họ. Đương nhiên không phải rằng là Chúa sắm sẵn, Chúa sắp đặt là mình không có thể có lựa chọn hay gì đó. Mình có thể lựa chọn sai, mình có thể làm những cái điều sai, nhưng mà mình tin rằng trong mọi nhu cầu của mình, Chúa cũng sắm sẵn cho mình tất cả. Phương kinh nghiệm cái điều đó trong rất là nhiều phương diện, trong việc làm của Phương cũng vậy, trong gia đình của Phương cũng vậy, trong những cái nhu cầu nhỏ nhoi của Phương cũng giống như vậy. Chúa sắm sẵn hết cho mình. Thành ra Đức Chúa Jehova Jireh là Đức Chúa Trời thấy nhu cầu và sắm sẵn đáp ứng nhu cầu đó. Bữa nay mình sẽ học thêm một danh nữa, và danh này với từng tới đó đi chung với nhau, là Đức Chúa Trời chữa lành và Đức Chúa Trời đánh. Cái danh gì nghe nghe không thích gì mấy. Đức Chúa Trời nào mà Đức Chúa Trời đánh, như vậy cũng gọi là danh nữa. Phương không biết là có ai có cái nghe cái tên hung bạo bao giờ không? Ở Việt Nam mình không biết có cái tên nào hung bạo không? Thiên Lôi hả? Có ai có bao giờ nghe ai tên Thiên Lôi không? Phương nghĩ chắc không. Có cái tên Hùng thì cũng nghe rất là không có hung bạo, nhưng mà cũng có thể là anh Hùng. Phương nghĩ là người Việt Nam mình không có hung bạo, nhưng mà Đức Chúa Trời có cái danh là Đức Chúa Trời đánh. Và người Việt Nam mình chắc cũng biết rồi, thành ra họ thường nói là trời đánh. Nhưng mà tuần này mình sẽ học về Đức Chúa Trời chữa lành, đáng chữa lành. Và tuần tới mình sẽ học về Đức Chúa Trời đánh. Thành ra bữa nay đó thì mình sẽ học ở trong Sáng Thế Ký đoạn 15. Nếu ai có Kinh Thánh thì mình lật ra Sáng Thế Ký, Sách Thế Ký đoạn 15 chứ. Mình qua một sách rồi. Và để Phương kể cho mọi người biết rằng là đến suốt cái giúp tôi ký đó chuyện gì xảy ra. Hồi xưa đó, Chúa kêu gọi ông Abraham. Và thật sự ra đó, có nhiều người hỏi rằng là tại sao Chúa gọi ông Abraham? Tại sao Chúa không gọi người Việt đi? Tại sao Chúa không gọi vua Hùng Dương của đất nước Việt Nam của mình đi? Mà tại sao gọi ông Abraham ở xa xôi, ở xứ Israel? Phương thật sự nghĩ rằng là Chúa kêu gọi rất là nhiều người. Chúa kêu gọi rất là nhiều người ở mọi nơi. Chắc cũng có ở bên Trung Hoa, chắc cũng có ở bên Việt Nam, chắc cũng có ở nơi Phi Châu. Phương nghĩ rằng Chúa kêu gọi rất là nhiều người, nhưng mà không ai có một cái sự tin cậy nơi Đức Chúa Trời bằng ông Abraham. Cho nên bởi như vậy Đức Chúa Trời mới lập giao ước với Abraham rằng Đức Chúa Trời sẽ làm Đức Chúa Trời của Abraham, và Abraham sẽ được phước của Đức Chúa Trời, trở nên một dân sự cường thành. Và đến 400 năm sau thì thật sự từ ông Abraham có một đứa con trai chính thức là Isaac, mà từ đó ra 12 chi phái. Cháu của ông Abraham có 12 đứa con trai, và từ 12 đứa con trai đó ra 12 chi phái, và từ 12 chi phái đó ra một cái dân tộc rất là lớn. Nhưng mà lúc bây giờ đó,
thì họ đang ở tại xứ Ai Cập, họ ở nhờ người ta, người Việt Nam gọi là ở đậu đó, họ ở nhờ một cái miếng đất rất là màu mỡ, và họ sanh nở rất là nhiều, quá là nhiều đi, và họ trở nên một dân sự tại vì họ được phước mà, họ làm cái gì cũng thành công, cái gì cũng thành vượng, cho nên cái xứ mà họ ở đó, ông Pharaoh là vua của Ai Cập đó, thấy mà ghét họ và sợ họ. Tại vì sao? Tại vì cái dân này ở chung với mình, tổ tiên của mình đó, cho họ ở nhờ, mà bây giờ họ lớn, rất là cường thịnh, cho nên họ bắt dân Israel làm nô lệ. Và hơn nữa, nô lệ đó, mà nô lệ rất là cực nhọc, và giống như là bắt làm cho chết đó, chết thì bỏ đó, chứ không có tội nghiệp đó, làm rất là cực nhọc, rất là cực khổ. Và cho đến khi họ làm, Phương nghĩ rằng chắc là làm càng cực thì thân thể càng mạnh mẽ hơn, cho nên họ càng sinh nở hơn. Thành ra vua Pharaoh mới có một cái ý định rất là độc ác. Ông ra lệnh rằng là tất cả những đứa con trẻ sinh ra ở trong xứ Israel thì phải đem liệng xuống sông. Họ có một cái sông rất là vĩ đại tên là sông Nao. Và thời buổi đó đó, thì ông Pharaoh họ coi như là thần thánh của xứ Ai Cập gì đó, ra lệnh rằng tất cả mấy đứa Israel đẻ ra đó, nếu là con gái thì cho sống, nếu là con trai phải chết chìm ở dưới sông Nao. Thành ra dân Israel rất là cực khổ và rất là bị ăn hiếp và rất là bị đày đọa. Và con cái của họ bị giết đi trước mắt họ. Thành ra một cái nghịch cảnh rất là nghịch cảnh. Cho đến ông Môi-se sinh ra, thì Chúa có một cái chương trình rất là đặc biệt, và Chúa kêu gọi ông Môi-se đi ra đồng vắng làm người chăn chiên 40 năm. Và sau khi đó đó, Chúa kêu gọi Môi-se trở về xứ Ai Cập và dẫn dân Israel khỏi ra cái xứ nô lệ đó, và ban cho họ sự tự do. Và đến đó đó là sách Sử Ký Giăng Tôi Ký đoạn 15 mà mình sẽ đọc. Và nếu mà ai biết câu chuyện đó, là ông Pharaoh không có dễ gì mà cho họ khơi khơi đi ra đâu. Nhưng mà Chúa làm 10 phép lạ từ nước mà thành huyết, từ những con muỗi, con ruồi, con mòng từ đâu đến rất là nhiều, con cào cào nó đến nó ăn hết những cái cây cỏ hoa quả, rồi rất là nhiều điều xảy ra. Rồi rốt cuộc đó, Chúa nói rằng là hãy nói với Pharaoh rằng là tất cả những con đầu lòng của xứ Ai Cập sẽ chết. Và sau khi đem đó thì tất cả những đứa con đầu lòng của xứ Ai Cập bị chết hết. Rồi Pharaoh mới chịu cho ông Môi-se dẫn Israel ra khỏi xứ nô lệ đó. Và sau khi họ ra xứ nô lệ đó, thì có một cái sự nghịch cảnh nữa. Họ đến, họ giữa đồng vắng, ở trước thì là một biển cả, ở sau đó thì ông Pharaoh ông đổi ý, ông nói rằng tại sao ta dại quá, ta cho nó đi thì ai làm nô lệ cho chúng ta. Thành ra ông kéo đạo quân ra để bắt dân Israel trở lại xứ nô lệ. Nhưng mà Chúa rẽ cái biển đó ra làm hai và họ đi qua như là đất khô. Và sau khi Pharaoh và quân đội đi theo họ đó, thì Chúa khiến biển lấp lại và tất cả Pharaoh và quân đội của họ đều chết ở dưới biển hết. Thành ra đến Sử Ký Tư Ký đoạn 15 đó, thì họ đã thấy những cái việc rất là vĩ đại, của Đức Chúa Trời làm ra 10 tai vạ. Và biển được rẽ ra làm hai, họ đi trên như là đất khô. Rồi sau khi đó đó, họ hát một cái bài hát rất là vui mừng để tôn vinh Đức Chúa Trời về tất cả những điều mà Chúa đã làm cho họ để đem họ ra xứ nô lệ. Rồi đến sau khi họ hát bài hát đó thì họ bắt đầu đi. Và Chúa nói rằng là Chúa sẽ dẫn họ về một đất hứa đượm sữa và mật. Đó là cái gọi là đất hứa của họ. Và những bài hát mà mình nói về đất hứa đó là từ câu chuyện này, từ ông Môi-se và dân Israel đi về đất hứa. Nhưng mà sau đi 3 ngày đường đó thì họ không có nước uống và họ ở trong cái sa mạc rất là khô khan và không có nước uống. Cho nên họ bắt đầu làm cái gì? Ai biết câu chuyện này nói cho mình biết đây. Sau khi đi 3 ngày đường
không tìm được một giọt nước thì họ bắt đầu làm cái gì? Làm bầm Lầm bầm, càm ràm. xe. À, có nhiều người nói lầm bầm, có nhiều người nói càm ràm. À, thì cái lầm bầm đó là rất là chính xác hết đó. Thành ra Phương bắt đầu chiều hôm nay ngay tại đó, ngay tại đồng vắng, đi ba ngày đường mà không có nước, không có nước uống. Mà cả dân sự bây giờ đó thì khi mà họ ra xứ Ai Cập đó thì đếm hơn 1 triệu người. Hơn 1 triệu người đàn ông đó, thành ra không tính đàn bà con nít. Phương nghĩ rằng đàn bà con nít nữa là hơn 2-3 triệu người đó. Mà 2-3 triệu người mà không có nước uống thì cái đó là một cái điều vấn đề rất là lớn, phải không? Phải có một vài người á, thì mình có vài bình thì đủ, phải không? Nhưng mà rất là nhiều người và không có một dòng sông, không có một cái gì mà tìm được, mà có thể uống được. Cho nên họ lầm bầm. Và cái câu hỏi đầu tiên đó thì Phương hỏi rằng tại sao Chúa dẫn họ đến chỗ không nước? Hả? Mình nghĩ tại sao Chúa dẫn họ đến chỗ không nước? Dì Bông nói cho họ chết khác để họ biết kỵ ơn Chúa. Để họ biết kêu cầu Chúa. Ok, còn có ai có câu trả lời khác nào không? Mình á, thì mình phải đánh câu hỏi rằng tại sao Chúa dẫn họ đến chỗ không nước? Không phải là Chúa không có GPS, Chúa không có bản đồ Google Maps. Tại vì Chúa là Đức Chúa Trời trí cao sở hữu cả trời với đất mà, chẳng lẽ Chúa không biết rằng chỗ đó không có nước sao mà dẫn họ đến đó? Để cho họ biết chính con người thật của họ là họ vừa thấy phép lạ Chúa cho qua biển đỏ, Chúa cứu họ, rồi Chúa giết kẻ thù đi theo họ như thế nào. Nhưng mà họ chưa có biết con người của họ là cái người quên ơn, quên đi cái quyền năng của Chúa, mà miễn đụng gặp khó khăn là lầm bầm, là tự nữ với đầy tớ của Chúa, chứ không biết nhờ cậy Chúa. Cho nên họ, Chúa muốn cho họ biết con người thật của họ. Chúa muốn cho họ thấy con người thật của họ. Cũng rất là hay. Còn ai có câu trả lời khác nữa không? Để tỏ quyền năng của Chúa. Ở đây chị Văn nói để tỏ quyền năng của Chúa là trong chỗ không có nước sẽ có nước. Thì họ sẽ thấy quyền năng của Chúa. Nhưng mà thật sự em nghĩ rằng là cái biển đỏ đã rẽ ra làm hai rồi, muốn thấy quyền năng gì nữa, phải không? Quyền năng là đã diễn ra rất là nhiều rồi. Thành ra cái điều đó cũng làm cho Phân thắc mắc và Phân đánh câu hỏi đó. Và Phân đọc cái trong sách này có một lý do, nhưng mà Phân ra hai lý do là Phân nghĩ tại vì khi mà Phân thấy rằng Chúa dẫn họ đi vào sa mạc thì làm cho Phương nhớ rằng là sau khi Đức Chúa Jesus Christ được phép báp têm ở dưới sông Jordan đó thì Chúa cũng đi vào đồng vắng sa mạc, phải không? Thành ra cái điều đầu tiên mà Phương muốn chia sẻ đó là sau khi cái sự vĩ đại xảy ra đó, sau khi mình thấy cái sự vinh hiển của Chúa, sau khi cái tấm lòng của mình được rực rỡ lên đó, sau khi đức tin mình được mạnh mẽ đó, tại khi mà Đức Chúa Jesus Christ được phép báp têm đó, là khi mà Ngài bắt đầu chức vụ của mình, Ngài bắt đầu giảng dạy, Ngài bắt đầu chữa lành, Ngài bắt đầu làm phép lạ trên dân sự, Ngài bắt đầu cái công việc mà Chúa giao cho mình đó. Khi mà Chúa làm phép báp têm đó, Kinh Thánh diễn tả rằng khi mà Ngài từ ở dưới nước lên đó thì các tầng trời xé ra làm hai và sự vinh hiển của Chúa ngự xuống như là con chim bồ câu, và có một tiếng phán từ trời rằng là đây là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mỗi đàn, phải không? Thành ra một cái sự vinh hiển, rất là vinh hiển. Phương nghĩ rằng cái tấm lòng của Chúa Jesus Christ là ready, bây giờ mình đi hầu về Chúa được rồi, phải không? Mình thấy cái sự vinh hiển của Chúa, mình thấy cái sự khích lệ của Chúa, mình thấy Chúa ở cùng mình quá rồi, phải không? Bây giờ mình ready. Nhưng mà trước tiên điều gì xảy ra? Đức Thánh Linh đem Đức Chúa Jesus Christ vào đồng vắng. Không phải là một ngày, hai ngày, ba ngày,
Nhưng mà đem Đức Chúa Jesus Christ vào đồng vắng 40 ngày, 40 đêm, rất là lâu dài. Và trong thời đó Chúa kiêng ăn nữa. Thành ra cái điều đầu tiên mà Phương nói để mình để ý đó là trong cái phút mạnh mẽ ở trong đời sống đức tin của mình, trong cái giây phút mà mình thấy Chúa một cách rõ ràng và mình rất là đầy niềm tin đó, đó là cái giây phút mà Chúa đem mình đến cái sự thử thách. Thành ra mình đừng có nản lòng, mình đừng có bỡ ngỡ, mình đừng có surprise, mình đừng có bất ngờ cái điều đó. Tại vì sao? Cái đó là cách mà Đức Chúa Trời hành động. Bây giờ dân sự này, hồi xưa họ là nô lệ, nhưng mà họ sẽ trở thành dân thánh của Đức Chúa Trời. Chúa muốn cho họ bắt đầu một cái điều mới mẻ, bắt đầu bằng cái sự thử thách chính họ. Thành ra, bởi như vậy, Đức Thánh Linh mới đem Đức Chúa Jesus Christ vào đồng vắng, chịu thử thách 40 ngày, 40 đêm. Và mình có thể đọc rằng là ma quỷ đến cám dỗ Chúa như thế nào, mấy lần lận, chứ không phải là một lần. Thành ra, đối với Đức Chúa Trời đó, khi mình càng đức tin cao đó, thì Chúa cho mình chịu những cái sự thử thách. Tại vì sau khi cái sự thử thách rồi đó, và mình qua cái sự thử thách đó, thì mình thật sự mới càng ngày càng ready, chuẩn bị sẵn sàng để làm công việc của Chúa, hầu việc Chúa, trở thành cái con người mà Chúa muốn mình trở thành. Thành ra mình đừng có bỡ ngỡ khi mà mình thấy hôm bữa mình tin Chúa rất là mạnh mẽ, rồi sao bây giờ ngày nay mình gặp cái vấn đề như vậy, phải không? Mình đừng có bỡ ngỡ, mình tin cậy nơi Chúa, mình tin cậy sự luyện tập của Chúa và chương trình của Chúa. Và cái lý do thứ nhì mà Chúa đem họ đến chỗ không nước đó là tại vì họ có một cái rễ cay đắng ở trong lòng của họ. Và thật sự ra đó, sau khi 3 ngày không có nước đó, thì Chúa đem họ đến một cái chỗ có nước. Thì Phương để cái hình này đó, mình tưởng tượng rằng là trong chỗ không có nước, bây giờ là có nước, thì rất là Phương nghĩ rằng rất là thèm, phải không? Rất là khát. 3 ngày rồi không có nước, Phương tưởng tượng là người ta ào đến, rồi người ta bưng lên, rồi họ húp. Nhưng mà cái nước này bị vấn đề gì? Đắng. Bị đắng. Nếu mình đọc trong Sứ Kiếp Thư Ký đoạn 15 đó, thì khi mà họ uống vào đó, thì đắng nhát, không có thể uống được. Và họ lầm bầm với Môi-se. Ở đây Phương để cái câu ở trong Sứ Kiếp Thư Ký đoạn 15 rằng là dân sự bèn quán trách Môi-se. Và cái điều này đó, Phương muốn nói về cái rễ cay đắng, giống như là mẹ nói hồi nãy vậy đó. Tại vì Chúa muốn đem họ đến cái nước, để khi họ nhìn vào đó, họ tự thấy cái phản ảnh của mình ở trong nước. Và phản ảnh của mình là cái gì? Phản ảnh của họ đó là họ có cái sự cay đắng ở trong lòng của họ. Tại vì cái câu này đó, không phải là lần đầu tiên họ quán trách Môi-se. Lần đầu tiên họ quán trách Môi-se là chỗ nào? Ở đâu? Hỏi khi nào? Hồi khi mà Pharaoh bắt họ làm không có phát rơm nữa. Đài đỏ tức thêm nữa. Mẹ lớn tuổi mà trí còn nhạy bén quá ha. Lần đầu họ quán trách Môi-se với Aaron là khi mà Chúa sai Môi-se đi đến nói với Pharaoh rằng là hãy cho dân sự ta đi. Thành ra mình thấy cái sự cay đắng và cái rễ cay đắng đó, nó dối rất là xa. Nó dối về mấy thời gian trước. Nó dối về đến xứ Ai Cập là họ có cái cay đắng từ đó. Là tại vì khi mà ông Môi-se ông từ đồng vắng trở về đó, ông nói rằng Đức Chúa Trời đã sai ta để đem các ngươi ra khỏi xứ nô lệ. Thành ra mình có thể tưởng tượng rằng họ rất là hấn hở. Họ rất là vui mừng, phải không? Họ đầy lòng tin cậy nơi Môi-se, họ đầy lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời. Và khi mà Môi-se đi đến nói với Pharaoh rằng là hãy cho Đức Chúa Trời phán rằng hãy cho dân sự của Chúa đi đó, thì Pharaoh làm gì? Pharaoh nói còn lâu á. Pharaoh nói là bây giờ đó không có cho họ đi, nhưng mà phải làm cho họ làm cực nhiều hơn nữa. Hồi xưa làm 12 tiếng, bây giờ làm 18 tiếng một ngày. Hồi xưa đó có rơm sẵn để cho họ làm gạch, bây giờ họ phải tự đi lượm rơm rồi làm gạch luôn.
Thành ra họ làm cực khổ nhiều hơn nữa. Và nếu mình đọc ở trong sách Giáo Ký đoạn 4 đó, thì họ đến và họ quán trách Môi-se với A-rôn rằng tại sao các ngươi làm như vậy? Bây giờ đó, vua Pharaoh đó giống như là hai ngươi giao cái gươm vào tay của Pharaoh để giết chúng tôi. Thành ra cái sự cay đắng ở trong lòng của họ đó rất là xa xưa, nó từ xứ Ai Cập mà. Và Chúa muốn cho họ thấy và Chúa muốn cho họ đối diện với những cái vấn đề cay đắng ở trong lòng của họ. Tại vì sao? Tại vì giống như là sự kêu gọi của Chúa, trước khi mà Chúa muốn khởi sự làm những cái việc vĩ đại trong đời sống của mình, Chúa muốn cho mình đối diện với những vấn đề ở trong tấm lòng của mình. Mình phải đối diện một cách rõ rệt với những cái vấn đề ở trong đời sống của mình, những cái tội lỗi ở trong đời sống của mình. Và mình thấy rằng là khi mà họ quán trách Đức Chúa Trời, họ gặp cái hoàn cảnh giống y hệt là hồi xưa đó, họ cũng vẫn không tin cậy Môi-se. Hồi xưa đáng lẽ họ nhớ rằng là hồi xưa mình quán trách ông Môi-se, nhưng mà Chúa làm nhiều tai vạ rất là vĩ đại rồi mình được giải cứu. Bây giờ đó mình gặp cái nghịch cảnh đó, mình không nên quán trách ông, tại ông đã tỏ ra rằng là ông có sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời, và Chúa cũng đã tỏ ra rằng là Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời quyền năng. Nhưng mà không, họ không suy nghĩ như vậy, tại vì ở trong lòng của họ đầy cái sự cay đắng từ lúc về trước. Và đến đó đó thì mình mới nói những cái điều mà Phương muốn nói cho mình. Ở trong cái này không phải là Roma, Phương quên, cái này là Hebrew. Hebrew đoạn 12 câu 16 chắc nói rằng là khá coi chừng, kẻo có kẻ chặt phần ân điển của Đức Chúa Trời, kẻo rẫy đắng châm ra, có thể ngăn trở và làm ô uế phần nhiều trong anh em. Và Phương đến câu hỏi rằng là tại sao những người tin Chúa có sự cay đắng ở trong lòng. Thật ra đó, ở trong đời sống của mình đó, Phương để cái hình này đó, có ai đoán ra là cái này là cái gì không? Rễ cây hả? Không phải cái rễ. It looks like it. Nhưng mà phải cái rễ, ai đoán ra là hay lắm ạ. À? Sợi dây thần kinh ở trong người hả? Ok, cái này hơi khó. Cái này á là cái dòng sông á, nhưng mà nó bị khô rồi, còn lại cái những cái dấu ở trong đất thôi. Thì giống như là Phương tưởng tượng rằng á là cái người tin Chúa, Chúa nói rằng á là sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng của mình ra, mình sẽ không bao giờ khác. Nhưng mà bây giờ cái dòng sông đó nó bị khô khan rồi, tại vì mình có những cái vấn đề, mình có những cái rễ đắng ở trong tấm lòng của mình. Và ở đây đó, trong sách Hebrew đó, ông Phaolô không phải nói với người không tin Chúa, ông nói với người tin Chúa. Ông nói là khá coi chừng, nghĩa rằng là cái điều này thường xảy ra lắm, cho nên tôi khuyên anh em phải coi chừng cái điều này. Ông nói rằng khá coi chừng, kẻo có kẻ chặt phần ân điển của Đức Chúa Trời, kẻo rễ đắng châm ra. Nghĩa rằng là nếu ở trong lòng của mình có những cái rễ đắng châm ra đó, nó bắt đầu nảy nở đó, thì mình sẽ chặt phần ân điển của Đức Chúa Trời, có thể ngăn trở và làm ô uế phần nhiều trong anh em. Ở đây đó là ô uế. Ô uế không chỉ tâm trí của mình, không chỉ đời sống của mình, ô uế đến chồng và vợ của mình, ô uế đến con cái và gia đình của mình. Cái sự cay đắng đó, nó giống như là một cái rễ cây mà lâu năm đó, nó đi tùm lum á, là như vậy đó. Mà cái câu hỏi mà Phương muốn hỏi đó là tại sao, or how, làm sao cái người tin Chúa trở nên những người cay đắng? Mình có sự suy nghĩ gì về cái câu trả lời này không? Qua những cái điều mà mình thấy dân Israel từng trải đó. Phương không nói những người không tin Chúa. Những người không tin Chúa đó thì có khi mình không biết Đức Chúa Trời, và có rất là nhiều điều ở trong đời sống của mình xảy ra. Có thể ba mẹ của mình không tốt, có thể cha mình không tốt với mẹ mình, và mình lớn lên ở trong cái môi trường không tốt, hoặc là
mình lớn lên ở trong cái môi trường mà không cho mình cơ hội, cho nên mình bị cái này, bị cái kia, bị cái nọ, rồi mình cay đắng. Cái đó là mình không hiểu biết về Đức Chúa Trời đi. Nhưng mà đối với người tin Chúa đó, đối người với người biết Đức Chúa Trời đó, làm sao cái người tin Chúa trở nên một người cay đắng? Chị Văn nói là tại đức tin yếu đuối. Em nghĩ rằng á là không đâu. Tại vì cái đức tin mình yếu đuối đó thì mình sẽ cay đắng với người ta, chứ người ta mình sẽ không cay đắng với Đức Chúa Trời. Nhưng mà thật sự có khi mình cay đắng người ta và mình cay đắng Đức Chúa Trời luôn. Phương nghĩ rằng á là cái người tin Chúa trở nên cay đắng tại vì mình thất vọng nơi chính Đức Chúa Trời. Giống như là dân Israel đó, khi mà ông Môi-se nói rằng Đức Chúa Trời sai ta đến để đem các ngươi ra khỏi xứ nô lệ đó, thì họ tràn đầy cái lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời. Nhưng mà vì sự việc không diễn ra như ý của họ và họ phải bị bắt làm cực hơn, thì họ có cái sự thất vọng tràn trề. Và trong cái sự thất vọng đó đó, mình có cái sự cay đắng sanh ra. Thành ra cái điều mà Phương muốn nói đó là nhiều người nghĩ rằng á là cái sự cay đắng là cái điều hung bạo hay là cái gì đó, nhưng mà thật sự những cái người cay đắng đó là những cái người bị người khác tổn thương, bị ở trong đời sống của mình những nhiều điều không thành như ý của mình, nhiều điều xấu xảy ra cho mình. Và nhất là những người tin Chúa, mình khi mà những việc như vậy xảy ra đó, mình đánh câu hỏi rằng Chúa ơi, tại sao? Tại sao để điều này xảy ra cho con? Phải không? Và cái đó nó trở nên sự cay đắng. Và bởi như vậy, cái người tin Chúa mới có cái sự cay đắng ở trong lòng. Và chính dân Israel đã như vậy, đã thất vọng nơi Chúa, tại vì Chúa không làm việc theo ý của họ. Họ nghĩ rằng á, là đem họ vào đồng vắng thì phải cho họ uống nước, phải không? Nhưng mà Chúa muốn cho họ đối diện với cái vấn đề ở trong tấm lòng của họ, và họ gặp nhiều nghịch cảnh hơn nữa. Nhưng mà càng ngày Phương nghĩ rằng á, là họ đáng lẽ họ nên trông cậy nơi Đức Chúa Trời càng nhiều hơn ở trong mọi nghịch cảnh. Nhưng mà té ra đó thì có hai điều xảy ra. Những cái người mà tin cậy nơi Chúa đó thì còn sống. Và tất cả những người mà Chúa đem ra khỏi xứ nô lệ đó, họ chết ở trong đồng vắng hết. Dầu Chúa cho họ ăn, Chúa cho họ uống, họ không thiếu thốn gì. Nhưng mà bởi cái lòng cay đắng ở trong lòng họ đó, họ đã chết hết ở trong đồng vắng. Có hai người sống là Caleb với Joshua thôi. Vì họ không có cái sự cay đắng, nhưng mà ngược lại, họ có cái sự nhẫn nhục trước mặt Chúa. Thành ra cái điều đó là cái điều mà Phương muốn chia sẻ tối hôm nay, rằng á, là cái vấn đề là như vậy. Cho nên Chúa đem họ đến cái dòng sông đắng, và sau đó đó thì làm sao cái nước đó trở nên ngọt mà họ uống được. Ai sao luyện gỗ xuống, chặt cái khúc gỗ luyện xuống là nước ngọt lại. Moses kêu cầu Chúa, Moses thấy dân sự lầm bầm, rồi Moses cầu nguyện với Chúa và Chúa nói với ông rằng lấy một khúc gỗ thảy xuống nước thì cái nước đó trở nên nước ngọt và họ có thể uống được. Và trong đó đó, trong Sáng Thế Ký đoạn đoạn 15 câu sao bữa nay nhiều quá. Phương qua đấy, trong suốt Giê-xu tư ký đoạn 15 câu 26 đó thì Chúa phán như vậy. Ngài phán rằng nếu người chăm chỉ nghe lời Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, làm sự ngay thẳng trước mặt Ngài, lắng tai nghe các điều răn và giữ mọi luật lệ Ngài, thì ta chẳng giáng cho ngươi một trong các bệnh nào mà ta đã giáng cho xứ Ê-gi-pto, và ta là Đức Giê-hô-va đáng chữa bệnh cho ngươi, hay là đáng chữa lành đó cho ngươi, hay là đáng chữa lành bệnh cho ngươi. Ở đây đó họ có tại sao mà Chúa nói như vậy?
họ có cái bệnh ở trong lòng đó, là và cái bệnh đó là cái bệnh cay đắng. Chúa đem họ đối diện với cái vấn đề đó và Chúa nói rằng Chúa sẽ chữa lành cái bệnh đó cho họ. Và cái điều này á, là cái điều mà Phương nghĩ rằng á, là rất là quan trọng đối với Đức Chúa Jesus Christ, tại vì ở trong cái bài cầu nguyện mà Chúa Jesus Christ dạy mình cầu nguyện lại Cha chúng con ở trên trời đó, thì có cái câu rằng á, là xin tha thứ cho chúng con như chúng con tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Và Chúa nói rất là nhiều lần khi mà Chúa nói về sự cầu nguyện đó, Chúa nói rằng khi các ngươi đứng cầu nguyện, nếu ai có cái gì đối với ngươi đó thì hãy tha thứ cho họ, để Cha các ngươi trên trời sẽ tha thứ cho ngươi. Thành ra cái sự cay đắng này đó là cái điều mà có thể khiến một người tin Chúa mất đi ân điển, mất đi phước lành, mất đi cái sự lành mạnh ở trong thân thể của mình nếu mà mình giữ sự cay đắng. Mà Chúa muốn chữa lành bệnh cho mình, Chúa muốn mình đối diện với sự cay đắng đó, và Chúa muốn cho mình tha thứ, và Chúa muốn mình trông cậy nơi Chúa. Chúa muốn mình đến với Chúa bằng cái tấm lòng nhu mì khiêm nhường. Và Phương nói cái này đó để cho chúng ta biết rằng á, là Đức Chúa Trời không có làm việc giống như là mình nghĩ đâu. Chúa có những cái cách riêng của họ. Tại vì nếu mà làm giống như là mình suy nghĩ đó, thì Phương nghĩ rằng á, là mình sẽ không đánh câu hỏi là Chúa ơi tại sao. Nhưng mà thường á, thì Chúa không có làm như mình suy nghĩ. Và Chúa cũng nói rằng ý tưởng của ta không phải là ý tưởng của các ngươi. Đường lối của ta không phải là đường lối của các ngươi. Thành ra chúng ta đừng có thất vọng khi đời sống của mình những cái việc xảy ra nó không như ý của mình. Mình cứ trông cậy Chúa, mình đừng để cái rễ đắng châm ra, vì nó sẽ khiến mình có vấn đề. Và Chúa muốn cho mình được chữa lành bệnh. Ở đây Chúa nói rằng là Chúa là đấng chữa bệnh cho họ. Chúa nói rằng là nếu mà mình làm theo lời Chúa đó, thì chẳng có cái người, chẳng cho một người trong trong họ các bệnh nào mà ta đã dán cho xứ Ê-díp-tô. Và xứ Ê-díp-tô họ bệnh rất là nhiều, trong 10 tai vạ đó họ bệnh rất là nhiều. Nhưng mà Chúa nói rằng các ngươi sẽ không bệnh những điều đó nếu các ngươi làm theo lời của ta. Và lời của Chúa dạy cho chúng ta rằng hãy tha thứ và hãy trông cậy nơi Chúa, thì mình sẽ không có cái rễ đắng để mà phá hoại, để cho mình có thể bắt đầu sống một cái đời sống như là sự Chúa kêu gọi của mình. Điều đó rất là quan trọng. Nếu mình muốn được chữa bệnh thì mình phải tha thứ, mình phải rứt ra trong tấm lòng của mình, khỏi tấm lòng của mình những cái rễ cay đắng. Và nếu mà ai nghe cái điều này và thấy ở trong lòng của mình có sự cay đắng đối với bất cứ người nào đó, hoặc là cái người nào mà làm tổn thương mình ở trong đời sống, những cái người nào mà tiếng Mỹ cũng có, Phương nghĩ tiếng Việt cũng có, tiếng Mỹ nói rằng là cầu mong là Chúa tha thứ cho cái người đó, tại vì mình không thể tha thứ cho cái người đó, phải không? Tiếng Mỹ có cái câu như vậy. Người Việt Nam mình đó có cái câu là cái gì đó, chết để bụng, hay là cái gì đó, không để bụng chết đem theo, chết đem theo. Phương nghĩ dân tộc nào cũng có cái câu tục ngữ đó. Tại sao? Tại vì rất là khó để mà tha thứ cho cái người mà làm tổn thương cho mình. Nhưng mà Chúa nói rằng là cái đó trở thành cái bệnh cho mình. Bệnh về mọi phương diện, bệnh về cái đời sống thuộc linh, bệnh về cái đời sống thân thể của mình nữa. Thành ra Chúa nói rằng là muốn chữa bệnh đó thì phải đối diện với cái sự cay đắng trước tiên ở trong lòng, với cái sự thất vọng nơi Chúa. Và mình đầu phục Chúa và mình tha thứ. Thành ra nếu ai mà nghe cái này chiều hôm nay mà tự hỏi rằng á, là mình có thể làm sao vứt đi những cái rễ cay đắng ở trong tấm lòng của mình đó, nó là như vậy: mình tin cậy nơi sự chết của Đức Chúa Jesus Christ ở trên thập tự giá. Khi mà Chúa chết trên thập tự giá đó thì mình có sự chữa lành. Thành ra mình chỉ trông cậy nơi đó. Và tối hôm nay hay là ngày hôm nay hay là ngay bây giờ chút xíu nữa mình cầu nguyện đó, mình chỉ nói một câu rất là đơn sơ:
Chúa ơi, ngày hôm nay con tha thứ cho người đó, và mình nói cái tên người đó. Hay là nếu mà cha mẹ mình, hay là anh em mình, hay là ai trong đời sống mình, hay là cái người hàng xóm nào mà đã làm cho mình cay đắng đó, làm tổn thương mình đó, thì mình nói Chúa ơi, ngày hôm nay con tha thứ cho ba con, hay là mẹ con, hay là anh của con, hay là chị của con, hay là cái tên của cái người nào đó. Chúa sẽ nghe lời của mình, và khi mình nói rằng mình quyết định trong lòng mình sẽ tha thứ cho họ, mình nói ra miệng rằng mình sẽ tha thứ cho họ, thì Chúa sẽ chữa lành ngay lúc đó cái vết thương ở trong tấm lòng của mình, và mình sẽ vứt đi cái sự cay đắng đó. Và hơn nữa, nếu mà mình làm như vậy đó, thì mình cầu xin Chúa, khi mà cái tấm lòng của mình quăng ra một điều đó, thì mình phải thêm vào một điều, phải không? Thành ra mình cầu xin Chúa, sau khi mình tha thứ cho cái người đó, mình rút ra cái rễ đắng đó, thì mình nói Chúa ơi, xin Ngài đổ vào tấm lòng của con Thánh Linh của Ngài, thì cái điều đó sẽ thay thế cho cái sự cay đắng, và cái nước từ trong lòng của mình sẽ trôi chảy ra, nước Thánh Linh của Ngài, nước hằng sống của Ngài sẽ trôi chảy ra từ trong tấm lòng của mình. Thôi mình đến với Chúa trong sự cầu nguyện nha. Lấy Phương, stop recording.